Đưa đây, đưa đây, đưa, 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 đưa cái chân cho cô chú coi, đưa cái chân cho cô chú coi mẹ mới vẽ gì. Jade, ở dưới đây mẹ cũng vẽ Jade. Cái họ là họ gì đây? Hoyer. Đây là Jade Hoyer. Right? Có nhiều cô chú vô không biết nó sao đặt tên con, đặt tên Jade, trời ơi Jade. Dạ thưa không, đây mới là tên của Jade. Mà tại vì mình ưng nói tiếng Việt cho nó vui vậy thôi. Chứ tiếng Anh đọc là Jade. Right? Oh. Jade. Oh. Hoyer. 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 H-O-Y-E-R. Hoyer. Jade Sky Hoyer. À, bây giờ con vẽ người của con phải không? Cô chú coi nó vẽ chiếc xe của nó nè. Coi được không? Con gì? Oh yeah. Yeah. Ủa con gì á? Yeah. Yeah. Để cho nó đi đi con, kệ nó con đừng có con đừng có pay attention. Con đừng có chú ý nó bò lên chân chày nè. Để cho nó đi đây. Bye bye. Have a good day. Chúc một ngày vui vẻ. Mình đã ngồi dưới đất là mình đã ngồi trên cái lãnh thổ của nó rồi, thì nó bò đi đâu nó bò, coi chừng nó bò đến bấy chay kìa. Nếu mà con muốn ngồi đàng hoàng mà không có mấy con này, con phải lên ghế con ngồi đàng hoàng. Còn cái này á, mình ngồi dưới đất, mình ngồi gần cỏ, mình ngồi gần thiên nhiên, nên là mình tới đây là mình tới địa bàn lãnh thổ của người ta. Nên là người ta đi đâu là mình phải tránh đường đó cho người ta đi. Không có được gây lộn với người ta, hiểu không? Mình tới lãnh thổ của người ta, mình còn đây gây lộn với người ta nữa thôi rồi. Thôi đừng mà, đó nó đứa gây lộn với người ta mà. Con vẽ đi. Con gì á hả? Cái con đó là con bò, con bọ. Con bò vậy. Wow, chân đẹp quá trời ơi. Chân nails. Rồi giờ vẽ nails hả? Nails mẹ sơn rồi mà con vẽ ăn sơn chi nữa? Mà pink. Mẹ sơn rồi con sơn chi nữa? Rồi chút nữa vô tắm cho đã luôn nè. Tắm cái chút nữa vô tắm cái rồi đi ngủ ha. Halloween. Dạ Halloween đâu? Dạ Halloween là ốp mẹ. Halloween. À muốn vẽ út mẹ ba nhà Halloween rồi sao nữa? Con vẽ chữ J đi, J. Con làm từ từ tới con làm nhiều quá hư cái cỏ đó chơi. Coi họa sĩ đó, nay làm họa sĩ. Hết làm á hả? Bác sĩ xong rồi cái bắt đầu qua làm á hả? Make up. Hết make up xong rồi qua tới là làm tóc. Rồi tóc xong đã giờ qua làm tới họa sĩ. Cuối cùng cái nghề nào là cái nghề chay thích nhất? Chay. Cuối cùng cái nghề nào là nghề chay thích nhất ta? Thích make up. Thích make up nhất hả? Dạ. Thích nghề make up nhất nha cô chú nha. Cô chú nhớ đó, 18 năm sau nhắc lại nó. Nó mà có làm về gì khác là 18 năm sau nhắc lại. À chay đi, con muốn vẽ trái tim không? Chay đi. You wanna make a heart? No. Okay. Cái này mà có sơn này mà có nguyên cái hũ mà hũ bùi trà bá lửa cho nó cũng không lại với nó luôn á. Vẽ vòng quanh thế giới Ajinomoto mà vẽ cho lại. Dạ biết nè. Khép cái kháng lại chút xíu coi, ngồi khép lại. Cái lứa bành quá. Cái áo này Ngọc Mỹ là giặt ra đó, tại vì này màu mà. Màu này là Ngọc Mỹ vẽ cho con nít xong giặt ra để chút coi sao. Ồ, lục mau khô dữ ta. Khô nè. Wow, rất là mau khô luôn á. Khô rồi. Miss Hoyer. Miss J Sky. Miss J Sky Hoyer dơ. Bây giờ là đó là vừa đúng là vừa hôi và vừa dơ luôn nè. Dạ. Khép cái khép chân lại chút coi. Không. Thôi đó ơi. I better give it all my love and nothing's gonna tear us apart.
Đây xề tay ra cho mẹ coi coi. Wow. Đẹp quá. Đẹp quá, trời ơi trời, nó đẹp quá. Kệ nó đi. Hồi bữa có một bé kia gửi cho Ngọc một cái bài báo viết về chính cái biểu hiện của những trẻ nhỏ mà rất tốt cho trẻ, nhưng mà mình lại nghĩ là nó là những cái không tốt. Thứ nhất là khi mà trẻ thích đi chân không, mình bắt trẻ mang giày vô, nhưng mà cái hiện tượng mà trẻ thích đi chân không á, là cái đó là cũng cái là Ngọc biết hết rồi, nhưng mà đọc lại Ngọc muốn nói lại cho mọi người nghe thôi. Khi mà cái lòng bàn chân của nó tiếp xúc với lại cái mặt đất á, các bạn cả để ý đi, người mình nó sẽ cảm nhận được nhiều hơn về cái mặt đất. Thứ hai là ngày xưa Ngọc muốn chay nó tiếp xúc cái bàn chân của nó trên cỏ, nó sẽ cảm nhận được cái độ nhột nhột, nó kích thích được lên cái trí não á, cũng tốt dữ lắm. Rồi khi mà nó còn nhỏ, Ngọc muốn nó chơi với những cái hạt đậu nhỏ nhỏ, những cái hạt gạo nhỏ nhỏ, những nghe những tiếng âm thanh đồ này kia, nó cũng rất là kích thích trí não. Cái đó cũng là một cái hay. Rồi thứ hai, khi mà em bé ăn mà em bé bóc á, mình thì mình nghĩ là bóc dơ không có tốt, nhưng mà thật sự mà khi nó ăn nó bóc á là cái điều rất là tốt, tại vì nó cảm nhận được cái đồ ăn, nó cảm nhận được cái đồ đó là cứng hay mềm hay dẻo hay ướt hay là làm sao, nó cảm nhận được, nó kích thích được cái trí óc của nó. Nên là những cái mà Ngọc để cho nó làm á. Ok, xong. Xong chưa? Dẻ đó là dẻ gì á? Dẻ spider. Ồ, con dẻ ACBC spider hả? Đó, nó dẻ ACBC spider nè cô chú, dẻ con nhìn nhện á. Đó, rồi nó thích, nói chung là những cái dấu hiệu, nhiều cái dấu hiệu của nó lắm. Bây giờ Ngọc chỉ nhớ tới hai cái đó, là hai cái mà Ngọc thích nhất là cho nó ấy. Thứ nhất là cho nó cảm nhận được tất cả mọi thứ bằng chính cái bàn tay, bàn chân của nó. Tự động nó tiếp xúc với tất cả mọi thứ. Không phải là nó quậy đâu. Con nít mà khi mà nó năng động quá, mình gọi là nó nít quậy, nhưng mà không phải. Dùng cái từ đó là sai. Có người gọi cho Ngọc còn nói chay nó tăng động, Ngọc không thích dùng cái từ tăng động. Tăng động không phải, tăng động là một căn bệnh, chứ không phải là một cái từ ngữ để diễn tả cho một đứa trẻ năng động. Nên là khi mà mình sử dụng một cái từ ngữ nào với lại một cái đứa trẻ nào á, mình phải thật sự cẩn thận. Mình nghĩ là nó không nghe, mình nghĩ là nó không hiểu, nhưng mà nó nghe được hết á. Nhưng mà mình không biết được đâu đó ở trong lòng nó có thể ghi nhớ được cái chữ đó, và nó có thể làm tổn thương cái đứa trẻ đó đâu. Nên là mình người lớn á, nói chuyện rất là cẩn thận. Hello. Hello. I'm this. Say I'm painting. I'm painting. Okay. Khoe cho. Khoe cho ông nó coi, nó vẽ rồi đó. Ooh, look at that. What does that say? Jade. Nè, là để chàng sớm coi đó. We'll keep drawing, no? Say bye bye, I'm gonna keep drawing. Bye bye. Chay đi, về đây chay. Come here. Come here, lại đây vẽ với mẹ nè. Nó nên là đối với một đứa trẻ mà nó bị tăng động là phải phải cần gặp bác sĩ luôn á, chứ không có được ở nhà đâu. Tăng, tại vì tăng động là một cái căn bệnh. Rồi còn gì nữa không ta? Thôi đừng vẽ giùm mẹ. Cảm ơn mẹ. Mẹ là mẹ đủ màu sắc rồi, con đừng vẽ. You wanna paint my face? Yes. No. Hồi nãy con mới vẽ cái này ở dưới đất rồi, mà bây giờ con vẽ lên mặt mẹ là dơ mặt mẹ liền. Cái cọ này nè, khi mà mình đã dùng dưới đất rồi đó thì mình không thể nào dùng lên mặt được, tại vì cái mặt mình là một cái nơi rất là sạch sẽ. Đó, nên là mình phải giữ cho cái mặt mình sạch sẽ, mình không có được dùng cái đồ mà dưới đất mà bỏ lên mặt, con hiểu chưa? Thank you. Dạ con hiểu, đúng rồi. Nhưng mà cái bộ đồ này bây giờ là phải vô là thay đồ nè, đồ bộ đồ này cô nào ở Việt Nam cho nè. Đó, nhưng mà Ngọc nghĩ là sẽ giặt ra. Cứ chơi đi, giờ lỡ dơ rồi cứ chơi, cứ giặt thoải mái đi. Đó, nó đang khám phá đó, này chơi màu này đó, cái tay nó chọt cho nó cũng là đang khám phá được coi cái màu nó như thế nào, sao đó, cứ banh nóc đi chơi. I better find your heart.
better give it all my love and nothing gonna tear us apart. Nào à? Chơi bà ca tay bà đi bộ vô kìa chơi. Rồi thì xích vô đi chơi, xích vô. Ra ngoài làm chi nắng. Trời bữa nay á, là tưởng hứa hẹn mưa mà ai ngờ mây đen kéo tới xong rồi nắng rồi cái mây cái nắng. Rồi không biết cuối cùng rồi không biết có mưa hay không nữa. Hát lại coi. Mommy finger, mommy finger, where are you? Here I am, how do you do? Trời ơi, cũng chét vô tai tôi được một cái à. JD finger, where are you? Here I am, how do you do? Here I am, qua dơ rồi. Chay. Mà cái chỗ bơi mới nhắn tin cho mẹ là cái lớp bơi mở lại ngày 6 tháng 7 kìa chay, đi bơi không? 6 tháng 7 này đi bơi lại nha. Trời đất ơi, coi nó kìa, nó móc từ hết màu này tới. Đừng đi ra, đừng có đụng. He's working, daddy's working. Daddy has work, right? Yes, he is. Yes, he's at work. Baby finger, where are you? Here I am, how do you do? JD finger, where are you? Những cái đứa, bây giờ mình nhớ tới nè, những cái đứa trẻ mà tăng động á, mình thường mình nói nó mới nghe. Nó làm gì nó làm. Nó thích chạy đi ra đường là nó chạy, mà nó thích làm gì nó tự làm, mình nói nó mới nghe. Mommy, how do you do? I'm doing good, thank you. Chay, bây giờ con hỏi mẹ nè, Mommy, what you doing? Đúng rồi. Đó, từ lâu mà nó hỏi mình câu đó đó. Nó hỏi câu mà nghe mà thấy ba già dễ sợ luôn. Mommy, what you doing? Hỏi lại coi. What you doing? Say, Mommy, what you doing? I'm recording, JD. Cho cô chú coi. Hả? Không hả? Không có quay chay cho cô chú coi hả? Nhảy xuống sông tắm luôn đi. Cởi đồ ra tắm tiên ở dưới sông luôn đi. Giờ đâu có ai đâu. Có xạo kìa. Đâu á? You go wash your hand. Giờ ra xong rửa tay thấy không? Đúng chất Việt Nam không cô chú? Mỹ rồi gặp người ta vô nhà, người ta vô phòng vệ sinh. Còn bả là bả ra đúng, bả ngồi đúng ở dưới sông, bả rửa tay luôn rồi. Bả xuống rồi đó. I better fight. Give all my love and nothing gonna tear us apart. Not interception. Thôi lỡ rồi quốc luôn đi chơi ơi. Lỡ rồi đâu sợ ghẻ nữa. Cái gì con? Rửa coi ra không? Đưa tay đây, mày thử rồi rửa coi ra không? Đưa đây. Cái gì? Đây mày thử rồi rửa thử coi ra không? Yeah. Đưa đây, đưa mày thử cho. Đưa đây. Đây mày giúp con. Ra hết nè, kỳ là ra. Kỳ là phải ra chứ, kỳ là ra hờm hết rồi.